93 này, cái cây nó cong dữ hơn cây 100 này, cây xa của nó kìa, nó cong xuống kìa, ghê không? Tiếp tục anh em, vì chắc cũng còn lúa ở trong đó bạn ơi, tại vì kéo đường xa kéo không kịp các bạn. Cua lái không ăn nó che các bạn ơi, che cũng bự ha, mới bự mà mình làm cái cũng to lắm anh em. Cái này hình như họ mất lầy đấy các bạn, trên đồng ông dĩ nha anh em. Ở đây đường này là đổ đá đi đã đó các bạn ơi, xe chịu ok, nó kéo thì chịu ngon nữa. Ôi, rất đẹp nha các bạn. Thì con này vậy cỡ Già Lam mới xong các bạn ơi. À, này ông đứng đợi thiệt nè. Vậy đây ai cắt miếng nào là có thể là chịu miếng này em ơi. Rồi, vô này ra đường vô xong các bạn ơi. Thì nó kéo cái máy ra đường này nó làm gì vậy?
trên cái trời nào ơi, quá màu. Rồi nay mới kéo đang luyện lúa lên thì chút hạn xong rồi các bạn đi nè. Ở đây giờ vẫn mưa hoài nha các bạn, ở đây chỉ là mưa, chuyển là mưa, ba lớp làm ảnh đi các bạn ơi, ba lớp chứ phải 80. Cái này là số 95 thì nói chung số 95 không phải là nó bự như anh em, số 95 nhưng mà có đóng cái vàng này và đi vừa dưới máy á, thành không bị nghe nó cũng bự mà nó không có dài nhiều là đi về giúp dẹp cho anh em. Còn số 95 là thường đóng mà đi riêng á, nó chứ nó mới bự các bạn ơi. Còn chiếc này đóng như bánh này bánh bự rồi, nhưng mà đóng cái sườn cũng gọn rồi các bạn, bạn đỡ đi cái chuyện chiếc máy nó vừa với nhau á, nó đóng bự quá thì nó đi cũng to lắm em, đi chân cùng chân nhỏ nhỏ thì bơi cua nó khó. Rồi lên lên các bạn, và cuối cùng thử sàn vô luôn anh em ơi, bà lắm. Cơ sóc hơi nhiều anh em, cơ mưa lúc này mưa nó vô ha.